Chào con, ba dọn dẹp tí nha. Chào ba, lại nữa à. Ăn tối xong là ba tăng thêm 10 pound. Nhà hàng mời bánh quy tiên tri ạ. Ủa ba là gì vậy? Tự mở phòng gym. Phải thế chứ, đó là đam mê của ba. Vậy thôi. Con yêu, con đi đâu vậy? Ôi, giả cơ buổi sáng. Gì vậy? Ba, con thậm chí còn chưa tỉnh ngủ mà. Chào buổi sáng Melanie. 1, 2, 3, 4. Làm tốt lắm. Đi ăn sáng thôi nào. Con đến đây. Ba ơi, đĩa của con đâu? Của con đây bé yêu à. Con cảm ơn ba. Ba ơi, trà của con đâu? Đây nè, không đường nha. Ôi, trà mạnh quá. Cảm ơn ba vì đã làm bữa sáng cho con. Chào người đẹp. Vòng lắc đẹp đó, cho anh xin số nha. Cậu đi ra chỗ khác ngay. Thôi mà ba. Thế anh có thể xin số của em chứ? Cái thằng này phiền phức thật. Để xem nó thích con bé này cỡ nào. Ba làm là vì con cả đấy Melanie. Nè Melanie, tiếp tục lắc bồng đi nha. Dạ ba. Thật ra anh phải ra chỗ khác luyện tập đây. Melanie, đừng ngồi cong người như vậy, thẳng lưng lên. Con lại cong nữa rồi kìa. Đây là bóng tập thể dục. Ngồi lên, đừng có cong lưng. Giờ thì vận động đi nào. Ba ơi, làm sao mà con uống nước được? Tuyệt, tiếp tục. 1, 2, 3. Làm tốt lắm, giãn cơ ra. Ủa, ai làm đổ nước ở đây vậy hả? Ba ơi, cho con xin ít tiền được không ba? Con phải làm sao cho thật xứng đáng đó. Hả? Dạ được. Khó chứ chẳng đùa. Cái gì? Một đồng mỗi lần nâng người sao? Thôi được, ba trả tiền cho con đi. Thêm nữa, giàu hơn rồi, đại gia luôn. Ủa không, mấy đồng vàng đang kéo mình xuống. Làm tốt lắm bảo bối của ba. Ủa Dave, chào cậu. Vào nhà đi nha. Đây là ba mình. Dave, ra khỏi nhà chú. Quá gầy. Sao con lại muốn hẹn hò với một que củi như vậy? Ba ơi, đây là David. Như thế mới được chứ. Cơ bắp đẹp đó nha. Chào mừng đến với gia đình của chú. Có tác dụng rồi đó. Thị lực của ba mình kém thật á. 1, 2, 3, 4. Ủa? Cháu không cố tình làm gãy tạ đòn đâu huấn luyện viên. Để chú nghĩ xem.
buổi tập vẫn phải tiếp tục nha. Đây, làm quen tạ đòn mới đi. 1, 2, 3, 4. Melanie có đang nhìn không đây? Không à, tốt. Mình sẽ thu ngắn dây nịch của con bé. Đó sẽ là động lực để nó tập cơ bụng. Dây nịch yêu thích của mình đâu rồi? Hả? Hả? Không kéo lại được. Giống như bị ngắn đi 5 inch vậy. Ba ơi, con có vòng trigger mới nè. Hả? Còn cơ bụng của con thì sao? Tạm biệt ba. Ồ, bó tay với con bé Melanie này. Sao rồi Neo? Cho chú thấy bắp tay của cháu đi. Không tệ nha. Còn cơ bụng thì sao? Cháu có 6 múi rồi đó. Ngón tay thì sao nào? Cháu không muốn để chú thấy đâu. Đây nè. Ngón tay gì mà ốm thế không biết. Coi ngón tay của chú đàn ông chưa nè. Muốn biết bí quyết gì không? Bản bóp bong bóng chú dùng để tăng cơ ngón tay đó. Đây nè, tập như vậy đó. Mới đó mà ngón tay cháu đã mạnh hơn rồi nè. Luyện tập cú đấm của con thôi. Đấm vào bao đi con yêu à. Dạ, con biết rồi. Trời ơi, sao con yếu xìu vậy? Con bé chỉ cần tìm đúng nguồn động lực thôi. Đấm mạnh hơn đi con gái. À, người yêu cũ, tôi sẽ làm cậu phải hối hận. Melanie, đừng có nhai nữa. Ta phải đi chạy bộ rồi. Ba để cho con tự do đi mà. Ba chạy một mình đi. Thôi được. Đây là một vụ cướp. Chạy đi Melanie, chạy đi. Mà xỉu à. Mở miệng ra nào. Cảm ơn nha. À, cứu. Melanie à, đã đến giờ tập thể dục rồi. Con tập thể dục rồi mà ba. Ba nhìn nè, con đã chạy 20 phút rồi đó. Yes. Làm tốt lắm, hãy khiến ba tự hào đi. Alo, ừ, thật chứ? Chờ đã, đồ ăn vặt của mình biến mất tiêu rồi. Mình gọi lại cho cậu sau nha. Ba à. Tới đây mà bắt lấy nè. À, mình biết rồi. À, đồ ăn của mình bị đè nát bét rồi. Chị sẽ cứu em. Gần được rồi. Cái gì? Chỉ là cái vỏ thôi à? Làm tốt lắm bé cưng. Con đã vượt qua bài kiểm tra, xứng đáng được thưởng. Hả? Ba ơi, xe đạp của con bị gì thế ạ? À? Nó phải như vậy đấy. Đây là máy tập thể dục mới của con. Ngồi lên và bắt đầu đạp đi. Đừng có dừng lại đó. Tốt, giỏi lắm. Ba cắm điện vào đó nha.
Ôi yeah, được rồi nè. Đừng dừng nha con yêu, bà đang thua đây này. Đây, đấm cái này. Ôi da, đau quá. Xê ra cái tình yếu đuối. Tới còn đó Melanie, đánh mạnh hơn nào. Mình là máy đấm hái ra tiền. Để xem thành quả của con, Melanie. Không được, quay lại luyện tập đi. Neo, làm rất tốt, tiếp tục phát huy nha. Freddy, à ha, à ha. Frank có cơ bụng hoàn hảo, làm cực tốt, rất ưng bụng. Nước chanh tốt cho sức khỏe của chú. Chúng tôi muốn gọi món đặc biệt. Dạ hiểu rồi ạ. Ba ơi, ba gọi gì ạ? Đóng cửa phòng gym. Ủa, xui thế ba. Kết thúc rồi. Ít nhất bà sẽ lại làm được bất kỳ thứ gì mình muốn. Đem cho tôi một bánh pizza và vài chiếc burger đi. Bạn thích câu chuyện mới này không nào? Thế hãy comment bên dưới và nói bọn mình biết bạn thích ai hơn nha. Melanie hay ba của cô nàng. Và các bạn ơi, hãy nhớ đăng ký kênh của bọn mình, like video này và bật chuông thông báo nha. Đừng bỏ lỡ bất kỳ video mới hài hước nào từ Woohoo.